Bây giờ thì phải dùng mình chắp vá mà có thể cũng để chắp ở đây cho nó rộng. Sắt nó dày ra được tí. Bác chỉ tiếc có cái này cái bưởi đỏ nó không được đỏ. Nó không lên màu. Tiền nhiều quá. Cắt sơn vào đẹp thì được như là 70.000 quả. Cắt sơn nào. Cắt sơn. Bò ngựa nó bán là lưỡi đỏ nên nó cho sơn này. Cho cái phẩm mẹ đỏ hết. Đéo vàng. Thôi kệ mẹ, tặng bếp được rồi. Nó làm ở tầm đấy thì kệ bố thôi. Kệ bố thôi mà. Đến lúc cái đầu ốc này này. Cái kia bạn nào cũng được. Làm gì cần thiết mình chêm mà mình chèn nó. Thêm một lửa gen này. Cho gen vào mà. Đấy, cắt đấy. Cắt thang, cắt. Nhiều mấy cái thang câu hả?